mà bây giờ cũng muốn tiếp tục, cô còn không cô? Còn, cô sẽ cho mắc ghế gì cô cũng cho những người đang trên đường lỡ dở đó, cứ uống cho nó hết. Cô nói nè, con uống với đúng liệu trình. Bây giờ con uống bao nhiêu ngày rồi, cô sẽ cho con uống đúng liệu trình 3 tháng là con mới hết. Bây giờ bác sĩ mình cũng phải chỉ có liệu trình 3 tháng, 6 tháng thì mình cho nó uống cũng vậy mới hết. Đó là cô nói con cứ uống đi, còn 5 ngày, 3 ngày hết là điện cho cô. Những cái bệnh nhặt nhiều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lễ Phật, con kính lễ thầy. Dạ con mến chào cô Năm. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Con chào thầy. Cô chào Dương Trần với Phú An Giang. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Dạ thì kính thưa ông bà cô chú chị các bạn, hôm nay thì trở lại với cô Năm nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp. Thì trước khi nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp thì cũng có một số mạnh thường quân cũng nhờ con á cô Năm gửi đến cô Năm để mua củ bạc hà cho bà con, rồi với lại làm việc thiện nguyện nữa, phóng sanh nữa. Dạ con xin đọc tên và của các mạnh thường quân trước ạ. Dạ đó là chị Đào Ngọc Mai, là gửi cô Năm 500 để mua bạc hà cho bà con. Kế tiếp nữa là anh Phạm Thuận Thông gửi 1 triệu, trong đó thì 500 là phóng sanh, 500 là bạc hà và phóng sanh hồi hướng. Anh ấy thì phóng sanh hồi hướng cho mẹ là Trần Thị Lùng, sinh năm Nhâm Thìn 1952, 72 tuổi, ở Đồng Tháp. Dạ. Kế tiếp nữa là chị Nguyễn Thị Tiết Nhung 200 để mua bạc hà. Và kế tiếp nữa là chị Lê Thị Kiều Quanh gửi là 1,7 triệu, nhưng trong đó là 1,4 triệu là bạc hà, còn 300 là gửi riêng cô để cô làm đại sự hay gì đó, cũng như gửi riêng là tặng cô á. Dạ. Tấm sắc sau luôn. Đó nữa là cô Nguyễn Thương gửi cô là 4,5 triệu để mua bạc hà hay là các nhà tùy ý cô. À, cô muốn sử dụng vào các nhà hay mua bạc hà cũng được, đó là 4,5 triệu của cô Nguyễn Thương. Kế tiếp nữa là cô Nguyễn Thị Thanh gửi 1,000,000 là mua củ bạc hà. Dạ. Kế tiếp nữa là chị có nick Zalo là Mimi gửi cô Năm là 2,000,000 để mua bạc hà cho bà con. Và sau cùng là chị có nick Zalo là Việt Thu gửi 1,000,000 hồi hướng, gửi 1,000,000 là phóng sanh hồi hướng cho ông nội là Nguyễn Văn Cứ 86 tuổi, tuổi Dần, ấp Mỹ Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dạ tổng cộng là 11,900,000. Dạ rồi. Trong đó có phóng sanh ha. Dạ, thì lát nữa sang qua. Dạ. Lát nữa phóng sanh thì sang qua phóng sanh. Dạ. Thì cô Năm cũng nhận số tiền của Dương Cầm đem lên đây là 11,900,000. Thì cô Năm cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân. Và trong đây thì gửi cho cô một củ bạc hà, cô cũng rất là cần, vì bây giờ củ bạc hà cũng mắc quá. Nhưng bà con có gửi đây thì cô rất là cảm ơn. Và cô cũng hồi hướng công đức này đến cho các mạnh thường quân của cô. Trong danh sách đây lát nữa cô ghi ra để cô đọc kinh hồi hướng cho các mạnh thường quân, để có công đức để cho gia đình được là bình yên, hạnh phúc, để làm ăn có tiền, để mà giúp đời giúp đạo. Thì cô Năm cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân của cô Năm. Hôm nay thì cô nhận cái số tiền của Dương Trầm đem đến đây là 11,900,000. Thì nhờ các mạnh thường quân cô cũng rất cảm ơn, một lần nữa cô cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân của cô Năm ủng hộ cho cô để cô có tiền để làm phận sự cho đời cho đạo. Nam mô Di Đà Phật. Dạ thì trước khi nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp thì cũng có hai vị này cũng lâu rồi. Hữu duyên thì cũng nhờ cô Năm soi căn giùm. Người này có nói ở đâu không? Dạ người này... Hai người này, một hay là hai người, một người chị người em. Có nick Zalo là Lê Thị Kiều Quanh. Dạ cái người chị nè nha. Dạ đó người chị á. Người chị á thì cô xem đây đó nha,
Mà nếu con có coi cái clip của Dương Cầm thì phải theo dõi cô Năm nói cái căn của con là bên Phật Mẫu duy trì, nhưng rất là hiền từ, tốt. Mà con hiện bây giờ con có tu ăn chay cũng lại gì chưa thì cái đó thì con chưa có nói cho cô biết. Yeah. Nhưng mà cái căn của con á là bên Phật Mẫu. Là như gì? Phật Mẫu là sao ta nói gọi là căn Phật Mẫu? Như tiền kiếp con xuống trần, con đã tu được công đức trở về làm việc cho Mẫu, nhưng mà lên trên cảnh tiên còn phạm giới. Vì cảnh tiên á là còn á là luyến ái nên là con bị lọt xuống trần mạng này, thì con gắng tu đang trở về với Mẫu. Đó. Thì căn của con là như vậy đó, rất là tốt. Hiện bây giờ con cũng rất là hiền lương. Nhưng mà có tu hay chưa thì cô chưa có biết. Bây giờ chưa tu thì tu đi đặng về với Mẫu, còn tu rồi thì tốt nha. Cô gửi lời đến con vậy đó. Dạ. Còn cái người này em. Dạ. Người em còn một tấm ở dưới. Ừ. Người em này đó thì để cô coi. Người này chị ha, đây nè. Người này nãy là người em đó. Em đó ha. Yeah. Người em sao buồn dữ ta. Người em này á, thì nói chung là cũng căng lắm. Nhưng bây giờ hai chị em không có nhắn tin cho Dương Cầm biết là có tu hay chưa. Nhưng mà cô nói cái tiền kiếp trước hen, là người em này cũng tu lắm, cũng tiên xuống trần. Nhưng mà có người nhìn vô thấy liền, có người nhìn vô phải một chút. Sai chụp cái hình này thấy buồn. Anh chết. Chết. Cũng buồn luôn. Nhưng người này là cái căn là bên mẹ Quan Âm, cũng xuống trần. Nhưng mà tu á thì công đức nói chung là cái căn của con này, của người em này thì không có bằng cái căn của người chị. Cái người chị thì căng rất là sâu đậm. Nhưng bây giờ sao thấy cô thấy cái người này á có một cái tâm sự gì buồn, không biết có bệnh gì hay không. Ngày nữa con nhắn tin nếu có gì được kể cho cô Năm nghe. Người này cô cảm thấy như người này có bệnh. Gương mặt buồn. Cặp mắt buồn luôn. Nhưng mà cũng được, cái căn cũng tốt. Tiền căn là tiên xuống trần, nhưng sao bơi xuống trần màn này sao thấy con hơi buồn. Có tâm sự gì thì nói cho cô, để cô giúp được thì cô giúp cho. Hai nữa là căn thì có, mà bây giờ con phải tu đi, ăn chay niệm Phật, làm hiền, làm lành, làm phước, tâm từ bi, mở tâm đại bi của mình ra, không hờn, không giận, không sân si, thì mình sẽ trở về với mẹ hết chứ không có sao. Dù cho căn tiên mà con không tu cũng không được về nha. Cái căn con thì có rồi đó. Như người chị này là bên Mẫu, người chị này bên Mẫu nha. Người chị là bên Mẫu, bên căn của Mẫu. Căn Mẫu thì rất cao sâu đậm. Bây giờ cô đã xem hai chị em của con rồi. Hai chị em con có căn đều có căn hết, nhưng cái căn của người chị thì căn sâu đậm hơn. Thì bây giờ quyết chí tu, dầu sâu đậm hơn nhưng hai chị em đồng tu với nhau cũng đồng về luôn, không có gì. Còn nếu không tu đó nghe thì mẹ không có đem về được đâu. Cũng như người chị cũng như là cái căn lớn nó căn sâu nên là cũng có được ánh sáng. Anh này nhìn ở đây giống mịt là cảnh bầu trời thiên nhiên ha, có thấy không? Tóc nó mây đó, thấy không? Hiện ra liền, thấy chưa? Tóc mà như mà thành cây cảnh, thấy không? Một màn trời.
Người này bởi vì căn rất là cao, mình thấy nhìn đâu có biết, đâu có biết người đó là cái chán ha, con nhìn là cảnh thấy chưa, hiện ra liền. Nên là người này rất là tốt. Người này không thấy hiện á. Không, bởi vì người này căn yếu, nó hiện giờ chứ cũng có bệnh. Người này có bệnh. Đó thì cô Phiên rồi đó, hai chị em. Dạ. Nếu con hỏi coi có gì tâm sự với cô Năm đi, cô Năm giúp cho. Và kế tiếp nữa này là một chị có nick Zalo là Mimi. Mimi. À, chắc tiền quá. Người này á tiên xuống trần, nhưng mà người này là bên nam nha, tiên trưởng. Tiên nam bên tiên trưởng bên nam. Xuống đây vẫn còn cái nét cổ phong độ của người nam. Bên căn Phật luôn. Bởi vì cô nói là tiên bên nam xuống trần này đó, tu cũng rất là nhiều kiếp, tu bên pháp môn của Phật, không nằm bên cung của mẫu mà cũng không nằm bên cung của Quan Âm. Một vị thiên tướng xuống trần tu rất là nhiều kiếp, tu bên pháp môn của Phật, sau này trở về với cái ngôi vị của mình như này, không phải nằm bên mẹ mà không Quan Âm cũng không mẫu, nhưng mà thiên tướng xuống trần đây tu rất là nhiều kiếp, rất là tốt. Nhưng hiện tại thì có tu hay không thì cô chưa biết nha. Nhưng mà tiền kiếp con tu rất nhiều đó, bây giờ con tu đi. Cô nói đây thì con có xem cái clip này, thì con nghe cái clip này của Dương Cầm, thì con là nghe cô nói rất là tốt. Căn xuống trần này tu rất là nhiều kiếp, bây giờ con tu đang con trở về cái vị trí của mình, màn nè màn chót. Màn chót rồi tất cả những vị tiên, những vị thần đều xuống dưới trần này đó, tu là về hết trơn luôn. Đó. Người này tu rất là nhiều kiếp luôn. Tốt. Không nằm bên mẹ mà không nằm bên mẫu luôn. Bên căn tiên tướng nằm bên căn của Phật. Nên là tu theo pháp môn của Phật, nên là về, về được về trên chảnh rầu đó, thì mình cái vị trí, cái ngôi vị của mình đó, ví dụ mình xuống trần mình lập công nhiều thì có thể mình về chảnh. Lúc trước mình ở trên đó cái ghế số 2, mình nói thí dụ hen, nếu xuống trần này lập công bội đức nhiều được về ghế số 1, ví dụ vậy đó. Nâng cấp. Dạ thì kính thưa quý bà cô chú anh chị các bạn và các chị mà nhà Duyên Cầm xem căn á, thì trước tiên phải gửi cho cô Năm hai tấm hình, một tấm hình thẳng đứng và một tấm nghiêng hơi cho thấy lỗ tai nha. Còn như các chị này gửi hình gì cô Năm có xem được không cô Năm? Gì là không có xem được. Dạ. Cái anh này là cô không xem được. Dạ. Cô xem là để cô nói lên clip luôn cho bà con, cô bác biết. Ví dụ như chụp một tấm hình gần, vừa tầm, rồi nghiêng qua gì đó, tầm có người nghiêng vậy nè. Dạ. Có người sát vô cô đâu thấy được gì đâu. Cô chỉ xem có ba điểm mà thôi, cặp mắt, trán và lỗ tai. Là cô biết cái căn gốc nằm đâu, nằm đâu. Có bệnh hay không bệnh. Nên bà con gắn chú ý là gửi cho cô xem thì phải chụp cho rõ ràng. Tóc tai có thì cũng cột tém lên, trán đầu tóc cũng cột lên đàng hoàng gọn gàng. Mà chụp vừa tầm chứ không có sát quá, sát quá gì cũng không thấy được. Nên là cô xem cái mặt không, không có cần cái hình ở dưới. Nên bà con gắn. Còn thứ hai nữa là cô cũng có nhắn gửi lên đây luôn, nếu bà con cô con cháu nào mà muốn cô xem giùm đó thì nhắn tin lại, chụp cái hình gửi qua, chứ đừng có gọi hoài cô không có bắt máy được. Đấy, nhưng bây giờ thí dụ cô ngồi đây nè, cô đâu có nghe cái điện thoại được đâu. Nhưng mà bà con cứ gọi hoài, gọi mãi cô không có trả lời được. Nó có gì tâm sự với cô kể, rồi cô ơi giúp con là coi sao căng, hoặc là cô ơi giúp con cái gì thì cứ kể lên. Là cô tối cô vô mùng cô xem, mở ra cái tin đó để cô xem cô trả lời được. Còn điện thoại là cô không có bắt máy được. Nên cô bà sẽ con, trả lời tin nhắn thoại là trả lời tin nhắn bằng tin thoại của cô, trả lời bằng tin thoại. Còn bên con nhắn tin thoại cũng được mà tin chữ cũng được. Nó nên là phải như vậy thì cô mới biết cô trả lời được. Còn gọi hoài gọi hoài gọi có người 40-50 cuộc cô không có nghe máy được, nên cô không biết chuyện gì mà cô nói lại được luôn, nên đâu có biết gì đâu nói. Còn nhưng mà bà con quý vị mà con cháu đồ, nếu mà cũng nhờ cô xem phải nhắn tin, phải nói rõ ràng. Giờ con tu đến đó, giờ con muốn tìm hiểu Phật pháp thêm,
con tu làm sao, ví dụ giờ con tu cách nào con kể luôn vô luôn, rồi cô thấy được thì đâu không được cô chỉ thêm. Dạ. Rất là dễ luôn. Dạ thì đây Dương Cầm cũng xin nhắc lại nha, có những vị á nhờ Dương Cầm xem căn, Dương Cầm cũng nhờ cô Năm xem rồi và đăng lên mạng rồi, nhưng mà quý vị lại hỏi Dương Cầm nữa là có nói cô Năm dùm chưa, thậm nên nhiều khi mình cũng buồn cô Năm. Tại mình cũng làm rồi hết khả năng rồi, nhưng mà họ không xem video, cũng như họ vài bữa họ vô hỏi nữa, quý vị đó không có xem, không có theo dõi cái kênh của Dương Cầm nên không biết, chứ cô nói rồi mà không có theo dõi hàng ngày nên đâu có biết. Rồi cái hỏi lại nữa thì em qua rồi, công chuyện em đâu thì có nhớ được rất là nhiều. Cho nên ban ngày em đi quay, chiều về em phải đi giao đồ cho bà xã em nữa, rồi tối em thức cỡ 8-9 giờ em mới đóng cửa, rồi từ em quay ngay em làm video tới 11-12 giờ là em có bữa em đang ngủ, ngủ trên cái điện thoại luôn, ngủ đè bỏ cô cũng vậy luôn á, cô cũng đưa cái điện thoại vậy em, cô trả lời với lại cái cô gớt điện thoại cô ngủ luôn. Thành ra nên công chuyện của em nó nhiều quá mà quý vị xong rồi đăng lên rồi quý vị không coi, lâu lâu quý vị hỏi là em cũng không nhớ là người nào có coi chưa, nhưng mà người nào gửi cho em á, những tấm hình á, đúng như cái yêu cầu á, của cô Năm á, là chụp trước và chụp nghiêng ngang, rồi có gì em tới thì trong khi lên clip gì nè em xem được ai thì đó là tùy duyên đấy, rồi nhờ cô Năm coi giùm, chứ đâu phải em cũng, nói chung ra cái việc nặng thì nó mình không có cô Năm, nhưng mà nó không có thời gian ở không để mình cô cũng vậy đó. Làm hay không là có thời gian luôn riêng tư nữa. Nó thành ra cho nên nếu quý vị nào mà có nhờ soi căn thì quý vị hãy xem những video mà Dương Cầm đưa lên, thôi có mình trong đó không. Vì khi quý vị nhờ là Dương Cầm bữa với hai là Dương Cầm đưa lên rồi, mà cả nửa tháng quý vị hỏi lại, thành ra cái không Dương Cầm cũng không nhớ luôn, không nhớ nổi. Đại nó tin trùng tin, thật sự ra cái nỗi khổ của Dương Cầm là gì. Rồi cái thứ hai nữa là cái bạn này Thành Lợi nè, là mình đã hết mình với bạn rồi, mình cũng nói nhiều clip rồi, bạn gửi tấm hình này thì cô Năm không có coi được. Cho nên thành ra clip qua clip lại, không phải là Dương Cầm không muốn giúp quý vị, nhưng mà quý vị phải có cái thành ý một tí xíu, chụp hai tấm hình ngang và hơi hơi thấy lỗ tai, và cái thứ hai nữa theo dõi những cái video của Dương Cầm để Dương Cầm đăng, phải không cô Năm? Chứ nếu ai cũng, tại vì không phải là riêng một hai người mà nhiều người lắm, nhiều người lắm, sự tùy duyên ai đến lượt đúng rồi lượt, thì mình cứ xem. Bởi vì sẵn lên đây thì cô cũng nói luôn cho bà con trên cộng đồng mạng biết là cô á là rất nhiều, bây giờ trong cái máy của cô mấy trăm, cả không chừng 500-600 cái nít ở trong máy á, rồi làm sao mà cô kiểm soát cho hết được. Nên là bà con á thông cảm cho cô Năm là gì, có người gửi đến cô Năm rồi cô Năm không có xem được, cái có người nói con không có duyên rồi thôi con tạm biệt cô. Cái này á, là tùy duyên. Mà cái người mà có căn có duyên rồi đó, cô không có bỏ người nào hết. Nói chung là cô tất cả mọi người, tất cả bà con trên cộng đồng, ai cô cũng coi giống như nhau. Cô không có tôn trọng người này mà cô bỏ người kia. Nhưng mà vì cái duyên, cái là cái căn tu không có sâu đậm nên không có gặp cô Năm được. Còn người có duyên, có căn tu, có sâu đậm rồi thì phải gặp cô Năm thôi. Bởi cô Năm nói lên đây cho bà con biết, cô Năm không bỏ người nào. Mà có khi người ta mới nhắn tin lụm ngày qua hôm nay cô đã xem. Còn có người nhắn tin cả tháng mà cô chưa xem được, là cái duyên nó chưa có đến. Nên là bà con cô bác đừng có buồn, cô Năm không có riêng tư ai hết. Cô Năm đã nguyện với mẹ Quan Âm Bồ Tát, với Phật Tổ Phật Thầy, cô xả thân này trong một kiếp này cô sẽ thương tất cả chúng sanh đều giống như nhau, không coi ai trọng, không khinh ai hết. Thì bà con cũng thông cảm cho cô Năm, đừng có nói những lời đó là cô, nếu mà không duyên thì thôi, thì cô cũng khỏe thôi, nhưng mà những lời đó nó không có được hài hòa. Bây giờ cô ơi, cô chưa xem con được lâu quá, cô xem giùm cho con, thì nó còn cái tình. Còn nói thôi con tạm biệt cô, về tạm biệt thì tạm biệt chứ cô đâu có gì đâu. Coi thì cô còn mắc công thêm, thấy không? Mà nếu có tạm biệt thì cũng đừng nói cái câu đó ra. Thì tạm biệt thì cô khỏe, nhưng mà có một lời nói bằng một lời nói, một cái lời nói là tình thương, một lời nói mà đau đớn,
Bây giờ cô hàng con không có thưa nhờ cô xem, con tạm biệt cô thì cô khỏe, cô đâu có xem nữa thì cô bớt ngừ, đúng không? Nên là cô lên đây cô nói tất cả bà con trong cộng đồng và tất cả con cháu em cháu gì, cô không bỏ người nào mà cũng không có tôn trọng người nào, cô không ghét người nào. Nếu người nào có duyên với cô sâu đậm thì cô sẽ tự nhiên cái cô quẹt qua cái chúng người đó với cô xem. Đó, khi có người gửi cả tháng, có khi cô lật ra cô kéo cả tháng, trời tội nghiệp, cả tháng này vừa nói đó, để nói cho người ta vui. Chứ cô đâu có riêng tư gì ai đâu. Yeah. Nên là hôm nay cô Năm nói lên đây cũng gửi lời đến trên này, trên là cái clip này, trên cộng đồng thì cũng thông cảm cho cô Năm. Cô Năm làm đây sứ mạng của cô Năm chứ cô không có lấy tiền lấy bạc của ai hết. Nên là bà con thiết có chậm một chút cũng chờ, để cái duyên mình chưa đến. Thì nên bởi vì nhiều khi cũng có cái nỗi khổ mà. Bởi vì nỗi khổ lắm. Cũng hiểu giùm mà cái em, cầm là vậy. Còn cô Năm á là cũng nói đi, cô Năm rất là bận rộn. Bà con không hiểu tưởng là cô Năm rảnh lắm. Nè, khi cô Năm nhập thất cũng không tiếp khách được, rồi người ta điện gần gần quá xá, cô cũng bỏ cả chút xíu. Rồi cô phải đi phát mua bạc hà cũng không ai đứng ra mua nữa. Đó, đứng ra mua rồi cho thì mấy đứa con của cô đó, mấy đứa con Phật tử đó là nó cũng vô bọc vô rồi thì nó cho được, còn cái mua là phải cô đó, rồi phải phân tách ra cái gì cũng phải cô, nên là cô bận rộn lắm. Rồi là cô còn đi cất nhà là phát quà là đủ thứ mọi việc dữ lắm, có một mình cô là chủ động thôi, không có ai mà sắp xếp được hết trơn, chỉ là mấy đứa con của cô mà con Phật tử đó thì cô chỉ sao nó làm vậy thôi, chứ nó đâu có quyết định được. Nên là bà con cũng thông cảm cho cô, rất là bận rộn lắm. Cô rất là bận rộn, bằng đêm cô còn không ngủ được nữa đó. À, khi mà cô nằm xuống cô cũng nghe điện thoại, những người ta cần thiết quá mình phải nghe. Nên là cô gửi lời đến đây bà con trên cộng đồng cũng thông cảm cho cô Năm. Dạ. Bởi vì nhiều khi cũng có những cái nỗi khổ, cho nên bà con không cũng... tắt âm anh không bớt vô. Rồi cho nên bà con cũng thông cảm giùm, tại vì mỗi người có duyên chứ không phải là ai mà nhiều người nhắn biết quá lâu mà không được, như cái chị nick Zalo Mimi nè, cô mới coi đó là mới nhắn tin sáng đó mà lại được. Tại vì người ta có duyên, người ta gửi đúng hình, bắt đầu là cô Năm xem liền nè. Còn những gì mà gửi hình nó không, mỗi lần lên clip là cô cháu mình đều nói hết, chụp cho nó đúng hình đúng kiểu. Con biết bữa đó ha, chụp không đúng hình nó gửi nha, bốn tấm hình không xem được tấm nào, cô nói gửi cho cô bốn tấm hình cô không xem được tấm nào chân vậy, con chụp lại đi. Con không có xem được nữa. Thành ra bây giờ á, lâu lâu thì mới lên được một clip để soi căn thôi, chứ chủ yếu bây giờ á là để cho mọi người khuyên tu hay là làm chuyện phước thiện. Còn soi căn dù cô Năm có nói căn cao hay căn thấp gì cũng vậy hết, miễn mình tu tu là được, chứ mình căn cao mà không tu cũng đâu được, quá không được. Đúng rồi, nó vậy đó, là ra, nếu có duyên thì mình coi, còn không duyên thì mình vẫn tu bình thường. Thì bây giờ cô Năm cũng nói lên đây là bây giờ cô Năm là rất là bận rộn, là gì nè, cứu người. Cứu người cần thiết nhất là cô đang cho của bạc hà đó. Bận rộn dữ lắm. Cho con hỏi là hôm ngày mình cũng một ngày mới mình đi được nhiều không cô? Một ngày đó cho từ cỡ 500 kg. Dạ. Là cô nhập phẩm gài là mười mấy tấn là 100 mấy chục triệu rồi đó. Bị một tấn là lúc trước mua chỉ được có 2 tấn là giá 5.000 thôi. Còn nhiều là từ đó giờ là 10.000 không. Rồi nên á là con biết không? Một tấn bạc hà chỉ cho đi có 2 ngày là hết rồi. Mới nhập 2 tấn đó mà con thấy còn chút xíu đó. 2 tấn bạc hà chỉ cho được 4 ngày với 5 ngày là hết rồi, 20 triệu. Rồi với lại con hỏi cô Năm ha, hổm gài thì bà con mình có liên lạc lại có nói những điều về củ bạc hà này nữa không cô Năm? Bởi vì rất là chia sẻ. Cô hen thì cô cũng thấy mắc quá, cô cũng định nghỉ. Nhưng mà có bà con gọi lại cho cô Năm, nói cô ơi, bây giờ con uống nửa đường mà con khỏe lắm rồi, bây giờ con xin thêm nữa rồi làm sao mình nghỉ đây. Người ta đang trên đường là muốn hết 50% đó. Nên đó là cô nói thôi bây giờ bà con uống đi, nếu mà thấy bớt thì điện cô Năm, giá nào cô Năm mắc rẻ cô Năm cũng mua để cho uống cho hết bệnh luôn đó. Nên là cô cũng mua luôn.
bây giờ mắt thì mình cho những cái bệnh mà nặng đó, thì cái bệnh nặng đó như nhỏ nãy bên Hà Tiên qua đó, nó bây giờ nó hết nhiều đó. Thực tế luôn, con thấy không? Nó bữa nay là con khỏe dữ lắm luôn, mà nó mấy cái chỗ mà cứng nó mềm luôn rồi. Như cái nó bị khô vú nó đi lên đây nè. Bây giờ nó nhẹ luôn. Thực tế đó. Chứ không phải một ngày đâu. Là mình đi mấy trăm đơn hả cô? Một ngày từ 500. 400, 500, 600 cũng có. Giá đó 400, 500, 600. Mà con thấy 2 tấn thì đi có 3-4 ngày hết. Đó 2 tấn cũng mới nhập nay 4 ngày đó. Chưa được 4 ngày là còn có chút xíu rồi, còn mấy trăm ký hết rồi đó. Vậy thì những cái số tiền mà mua đó thì từ đâu mình có? Cô Nam thì bà con có ủng hộ cô Nam không? Cũng nói cũng có bà con ủng hộ cho cô Nam cũng có bên nước ngoài cũng có, bên Mỹ cũng có, bên Úc cũng có. Thì có người thì phát tâm cũng là 200 đô, 100 đô. Rồi bên Úc cũng có, rồi Việt Nam mình ấy, nói chung thì bên Việt Nam mình thì có đứa gửi cũng có 2 triệu, 1 triệu, 500 cũng có, 200 cũng có, 300 cũng có, 500 cũng có. Thì cô cộng được nhiêu, cô mua nhiêu, nhưng mà không gài là cũng lạm phát. Lạm phát là tiền cô để đi làm từ thiện đó, lạm phát vô 3-4 tấn, 30 triệu đó. Còn bà con gửi đến đó, thì mình không có đủ. Bây giờ người ta đem tới là căn thì mình có lấy cái tiền ra mua, chứ giờ con mua sao được. Nên là cái số tiền lạm phát là của cô để đi làm việc thiện. Cái tiền đó là để gặp người đau nè cho nè, gặp người bệnh cho nè. Là đi trên đường đi đó để mà bỏ cho mình sẵn, ai gặp đâu giúp đó đó. Cho con hỏi là những cái tiền đó là cô để dành riêng hay là cô được bà con mình như thế nào cô chia sẻ? Thì cô cũng chia sẻ lên luôn. Thì trong cái số tiền đó đó thì có đứa nó cũng cho cô, nó nói con cho cô để làm mà trong mình cô thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì cô cứ cho. Còn cái đứa nào nó gửi cất nhà là cô cất nhà. Còn đứa nào gửi mua của Hà là cô mua của Bạc Hà. Còn cái này nó gửi để cho cô làm những việc thiện, thì cô gặp trên đường bất cứ ai gì thì cô cứ đem ngay cho. Rồi còn một cái nữa nó cho cô ăn. Con này cô gửi cô cho cô là 100 đô. Thì cô để chi phí cô muốn sửa gì để cô mua, cô cũng lấy ra làm luôn. Cô cũng để chung vô cái tiền mà quỷ đó. Trên đường đi cô gặp là cô móc qua cho. Quý quá. Chứ cô là... giờ ăn đâu có hết. Cũng như có nghĩa là ví dụ như cái Mạnh Thường Quân đó cho gửi tiền là Bạc Hà đi là 2 triệu, nhưng mà người ta gửi 2 triệu gửi là cho riêng cô, cho 500. Cô 500. Cô cũng lấy tiền lấy mua luôn Bạc Hà luôn. Quá quý. Đó. Hôm qua bên Úc nè, cái chú Phong này là quê ở thành phố Hồ Chí Minh quận nhất, nhưng đi qua bên Úc là cũng được mười mấy năm ạ. 2-3 năm gì đó. Nhưng chú mới gửi cho cô là 6 triệu một của Bạc Hà, 2 triệu cho cô uống sữa đi chi phí. Cô cũng mua luôn. Bởi vì bây giờ trong khi 5-6 người cho mình ăn đâu hết, lấy ra cho luôn mua luôn. Chú cô không có dự trữ là cất cái gì hết. Bởi vì á là cô ăn đâu có hết, thì chú thì lãnh lương ăn nữa rồi. Có mua vô cho mấy đứa tu đó, nó ở đây đó, gạo, bột ngọt, đường cho nó ăn, nó làm tiếp cô, chứ mình anh cô đâu có nổi. Thì mua vô đó thì có, mua rồi cũng còn dư đem ra mua luôn. Đem mua của Bạc Hà luôn, rồi đem ra làm từ thiện luôn, không có để dành cái gì hết. Nói chung là không tất cả đều không. Cô nhưng, là nhưng mà cũng như là Mạnh Thường Quân gửi chắc không đủ hả cô? Tại vì con thấy là gì đâu một ngày 4-5 tấn, rồi những ngày mà nhiều cả tấn nữa, rồi trong khi đó thì bởi thiếu đó cô mới lạm phát của cô mấy mấy chục triệu đem ra làm hết trơn luôn đó. Nói chung cũng là công đức để dành hả cô nè. Thì cô nghĩ bây giờ mình đem để mình gặp người bệnh cho, thì đây mình mua cũng cho người bệnh. Thì cô nghĩ gì cô đem cô mua luôn. Rồi cái gì ở trên chuyển tới đâu mình làm tới đó. Thì nói nghe cô có chú Bình ở bên Phú Quốc đó, cũng mới chuyển cho 10 triệu mua 1 tấn. Cái chú đó làm đó nay là 20 triệu rồi đó. Còn bà con kia thì người 5 triệu có, 1 triệu có, 2 triệu có, 3 triệu có, điều điều vậy đó, lay gai vậy đó. Thì cô tập trung vô mua miếng thiếu, cô lấy tiền của cô qua ra mua nữa. Đó, những tiền mà các mạnh quân cho cô ăn cô lấy cô mua luôn. Là những cái phản hồi mà các bà con mình uống là nói hết rất là nhiều hả cô? Rất là nhiều luôn, người ta than thỉ nó nói cô bây giờ con ung thư mà con uống bây giờ con rất là khỏe rồi, mà bây giờ con muốn tiếp tục, cô còn không cô? Còn, cô sẽ cho mắc dễ gì cô cũng cho những người đang trên đường lỡ dở đó, cứ uống cho nó hết. Cô nói nè, con uống với đúng liệu trình.
bây giờ con uống bao nhiêu ngày rồi, cô sẽ cho con uống đúng liệu trình 3 tháng là con mới hết. Bây giờ bác sĩ mình cũng phải chỉ có liệu trình 3 tháng, 6 tháng thì mình cho nó uống cũng vậy mới hết. Đó là cô nói con cứ uống đi, còn 5 ngày, 3 ngày hết là điện cho cô. Những cái bệnh ngặt nghèo đó rất là hay luôn. Mà những cái bệnh nào mà không có chứa bệnh ung thư hen, điện này cho cô hen. Rồi bệnh là u bú, u nang rồi đó hen, là nói là khỏe dữ lắm. Dạ. Dạ thì kính thưa cô Năm, cũng có một cái bình luận nhà có hỏi cô Năm là bệnh tiểu đường có hết không cô Năm? Là có thì ai bị tiểu đường không? Dạ. Thì trong cái đông y á, là mấy ông thầy đông y đó, người ta nói là chuyên trị về là ung bú. Dạ. Khối u. Nhưng mà có người xin cô đó là nói là bệnh tiểu đường khớp. Mà cô nói không có chị về cái đó, người ta nói có người uống hết. Thôi nếu uống hết cô cho luôn. Uống hết rồi ta điện hết rồi cô. Con khỏe dữ lắm rồi. Bây giờ con xin thêm cô. Đó thì, là bệnh tiểu đường. Tiểu đường khớp luôn. Yeah. Rồi tai biến luôn. Yeah. Người ta nói hết luôn. Thì những cái đó là những cái người đó là người ta điện người ta nói với cô vậy đó. Yeah. Rồi xin thêm. Yeah. Rồi cô cho luôn. Bị cũng hết luôn. Dạ. Còn nó chuyên trị về cái kia nhưng mà mấy cái bệnh này nó cũng hết luôn. Bởi vì cái người uống ta hết, ta nói mình mới biết. Chứ mình cũng không có biết. Đó con thấy chính là cái chú mà thiết phải không? Kế mình đó. Dạ. Chú tiểu đường nữa đó. Dạ. Ổng tiểu đường nè, rồi ổng bị khô gan, rồi bị ung thư dành gan. Mà ổng mới lợi sinh nữa nè, mới hôm qua nè. Dạ. Ổng sinh nữa đó. Xin đem về cho người ta, giống uống tiếp tục. Dạ. Thực tế luôn đó, ổng cũng tiểu đường đó, ổng cũng hết đó. Dạ. Dạ rồi, thì cũng cảm ơn cô Năm đã chia sẻ, cũng soi căn cho bà con. Hiện tại hôm nay cô Năm đang cúng mẫu nè quý vị. Đơn lên rất là nhiều nghe quý vị. Nghe vô bao bao nè. Vô bao gì thấy cô bầu im hơn bọc đó ra. Quá nhiều luôn rồi nghe. Một ngày đi từ mấy trăm ký đến tấn quý vị ơi. Bởi vì nhiều lắm. Dạ. Một ký thì bây giờ cô Năm nhập vô là tới 10.000 lận quý vị. Dạ. Ở đâu? Lần này nhập về bao nhiêu tấn hả bà? Tấn chín trăm mấy đó con. Tấn gần 2 tấn. Sáng là 310 ký. Tấn 900 gần 2 tấn luôn hả mẹ? 20 ký. Dạ. Tấn 920 ký. 15 giờ nhà. Tấn 920 ký. Tiếp tục nhập về cho những bà con cô bác nào. Nó đi chưa giờ nó còn cần. Sáng giờ nó mệt rồi mẹ ơi, tôi nghĩ nó mất sức rồi. Nó vợ con mình cho chết. Ai là mày có vợ chẳng gì. Có rồi, có sợ rồi đó. Có không? Có. Nói mày thấy hai vợ đang. Vợ già với vợ trẻ. Làm gì có. Đi mày để thử nè, thử của con Năm nè nha, để thử thiệt luôn á. Ta nói khó rồi. Luôn á. Ở đây là con Năm con của con. Hàng về rất là khuya luôn á. Thấy chú vẫn còn làm việc. Vô lấy cái điện thoại đi vô kịp, xe nó đang xuống á. Chạy lấy gắng. Chút sao cũng nằm thôi. Để thắp đèn nó nữa kia lên lên thử. Đường đó đi. Đóng đường có hai cái bao bỏ lại đi. Còn không, đóng cửa đâu rồi được không? Phải luôn, khỏi khiên mệt.
hai cái bao này dính nè. Cái bao là dính cái nào? Dính bao à? Dính bao. Lên bao hai bao vũ anh. Dính bao đó hả? Ừ. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi, đứng đó.